Campuchia tuyên bố khởi công kênh Funan Teco vào tháng 8. Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 30 tháng 5 tuyên bố tại lễ khai trương Trung tâm Văn hóa Phật giáo ở tỉnh Kampong Speu, đề cập đến kênh đào Funan Teco, dự án là ước mơ của nhiều người từ rất lâu. Chúng ta sẽ ngừng mơ mộng và bắt đầu triển khai. Dự án sẽ khởi công vào tháng 8. Theo Thủ tướng Hun Manet, Campuchia sẽ đóng góp phần lớn nguồn vốn đầu tư cho kênh đào nhưng vẫn cần tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư Trung Quốc hỗ trợ công nghệ và huy động phần vốn còn lại. Ông nhấn mạnh Campuchia hoan nghênh bất cứ ai tới nước này để tham gia dự án xây dựng kênh đào, phục vụ lợi ích của người dân. Ông Hun Manet nói, khi người dân đoàn kết, Campuchia sẽ hoàn thành dự án kênh đào Funan dù nhà đầu tư nước ngoài có tham gia hay không. Dự án kênh đào Funan được Hội đồng Bộ trưởng Campuchia phê chuẩn vào tháng 5 năm 2023 dự kiến nối cảng sông Phnom Penh với Vịnh Thái Lan ở Tây Nam Campuchia, đi qua các tỉnh Can Đan, Ta Keo, Kampot và Ket. Thông báo hồi tháng 8 năm 2023 được Ủy ban Mê Công Quốc gia Campuchia, CNMC, gửi Ủy hội sông Mê Công, MRC, cho biết kênh đào Phunan Teco có chiều dài 180 km với 3 khóa điều chỉnh mực nước và 11 cây cầu, đủ năng lực phục vụ tàu có trọng tải toàn phần, GVDT, 1.000 tấn đi qua phục vụ vận tải đường thủy nội địa. Phó Thủ tướng Campuchia Sung Chan Thôn ngày 7 tháng 5 nói kênh sẽ có chiều rộng 100m và độ sâu tới 5,4m cho phép xà lan và tàu có trọng tải 3.000 tấn đi qua. Ủy hội sông Mê Công đã nhiều lần đề nghị Campuchia chia sẻ kết quả nghiên cứu khả thi của dự án kênh đào, trong đó có hai lần gửi công văn vào tháng 8 và tháng 10 năm 2023. Chính phủ Campuchia gần đây tuyên bố nước này không có nghĩa vụ tham vấn trước với Ủy hội sông Mekong và các nước tiểu vùng sông Mekong về kênh đào Funan teco Ông Hun Sen, chủ tịch thượng viện Campuchia và lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia, CPP, hôm 16 tháng 5 kêu gọi thủ tướng Hun Manet cho khởi công kênh đào Funan càng sớm càng tốt để phát triển kinh tế đất nước và tránh những ý kiến bất lợi. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ mong muốn phía Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước trong tiểu vùng sông Mekong, chia sẻ đầy đủ thông tin và tiến hành đánh giá chi tiết tác động của dự án đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam quan tâm, tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần hiệp định Mekong 1995, mong muốn cùng Campuchia và các quốc gia trong lưu vực sông Mekong hợp tác chặt chẽ, bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông quản lý, xử lý hiệu quả và bền vững tài nguyên nước sông Mê Công. Tin do Trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.